Tin nhanh về bão số 9 vào 6 giờ sáng nay ngày 27 tháng 10, bão số 9 đang ở 13,3 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 222 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 14, 150 đến 165 km h giật cấp 17. Với cấp gió này sẽ có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tài lớn. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km h trong tối ngày 26 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Tây Nguyên yêu cầu chủ động ứng phó bão số 9. Công điện nêu rõ, bão số 9 là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh, sau khi đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão tiếp tục đi vào khu vực Tây Nguyên với sức gió còn mạnh, khả năng gây mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên khu vực Tây Nguyên với sức gió cấp 8 giật cấp 10 và gây mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Mức độ tàn phá của cơn bão này có thể tương đương hoặc mạnh hơn bão số 12 năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó với bão, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Tây Nguyên tập trung chỉ đạo một số nội dung sau. Ra soát triển khai công tác đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống vùng ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn. Hướng dẫn chỉ đạo triển khai trang chống, gia cố nhà cửa trụ sở trường học bệnh viện kho tàng các công trình công cộng tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị bảo vệ sản xuất nông nghiệp nhất là cây trồng lâu năm cây công nghiệp kiểm tra ra soát các hồ chứa thủy lợi thủy điện nhất là đối với các hồ chứa sung yếu công trình đang thi công chủ động vận hành đón lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ du Tổ chức thông tin cảnh báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du bị ảnh hưởng, kể cả đối với các bạn Campuchia về việc vận hành xả lũ, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp để chủ động phòng tránh. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt chia cắt kéo dài nhiều ngày. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Chỉ đạo đài phát thanh truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do báo lũ. Đăng ký ngay kênh YouTube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.